Chuyện kích biết về cuộc đời Nguyễn Tức Oanh, giám đốc hãng thị sóng nhạc lừng lẫy một thời. Vô tình lục lại chồng ảnh cũ, tìm được một sắp hình mà người viết có lần về Sài Gòn tham dự đám cưới của con gái của nhạc sĩ Hoàng Trang. Cha để nhiều bài hát quen thuộc từ trước năm 1975, như Kể Chuyện Trong Đêm, Không Bao Giờ Quên Anh, Đêm Tru Điệu Nhớ, Ho Tím Bằng Lăng, Khổ Qua. Tiệc cưới ngày hôm đó có nhiều tình thâm tham dự như nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, ca sĩ Trang Mỹ Dung, nhạc sĩ Mạc Thế Nhân, Thanh Sơn, nhạc sĩ Ngọc Sơn, nhạc sĩ Bảo Thu, MC Thanh Bạch và ai đó trong bàn đã bất ngờ nhắc về cha vợ của nhạc sĩ Hoàng Trang là ông Nguyễn Tức Oanh, cũng chính là giám đốc hãng Địa Sóng Nhạc trước năm 1975, đã qua đời tại Sài Gòn ngày 21 tháng 7 năm 2002. Âm nhạc miền Nam trước năm 1975 đã có sự phát triển rất phong phú và đa dạng cả về đề tài lẫn số lượng và chất lượng, với hàng chục ngàn bài hát được sáng tác, hàng trăm ca sĩ nhạc sĩ vang danh và được yêu thích đến tận ngày nay. Sau hơn nửa thế kỷ, một điều đặc biệt là thời gian đã qua lâu, nhưng những ca khúc được thu âm từ 60 năm trước vẫn được khán giả ngày nay tìm nghe. Để có được những thành tựu lớn đó, không thể không kể đến những đóng góp của những hãng băng đĩa và phòng thu âm. Có đến vài chục hãng đĩa nhựa và băng cuộn từng hoạt động trước năm 1975. Tiêu biểu nhất là Dì Hát Việt Nam, Continental, Sơn Ca, Trường Sơn, Sugun, và tiêu biểu nhất vẫn là hãng đĩa sóng nhạc, thường được gọi là ASEA Sóng Nhạc, của ông Nguyễn Tức Oanh, đã phát triển rực rỡ nhất thời kỳ thập niên 1960. Giới thiệu và lan xê được rất nhiều tên tuổi nữ ca sĩ nhạc vàng được yêu thích nhất suốt 60 năm qua. Hãng đĩa ASEA ban đầu được ông Ngô Văn Mạnh thành lập từ năm 1939 tại Sài Gòn. Tên gọi ASEA có ý nghĩa là hãng đĩa của người Việt ở châu Á, cũng là hãng phát hành đầu tiên của người Việt ở xứ Đông Dương. Bên cạnh các nhãn hiệu nước ngoài như Tha, Odia, PK, hãng ASEA sau đó là Việt Thanh, chủ yếu thu âm và phát hành cổ nhạc Việt Nam, với sự điều hành chung của ông Ngô Văn Mạnh cùng với con gái của mình là Ngô Thị Khá. Bà Ngô Thị Khá phụ trách hầu hết về phần bài vở, làm việc với soạn giả, nghệ sĩ. Hãng ASEA và Việt Thanh hợp tác với hầu hết những nghệ sĩ tiên phong của cổ nhạc miền Nam như Ba Vân, Tư Sạn, Nam Châu, Cô Bảy Phùng Há, Tám Thưa. Bên cạnh nhãn hiệu dĩa mang tên ASEA, ông Ngô Văn Mạnh còn thành lập thêm nhãn hiệu dĩa mang tên Việt Thanh, dần dần giao lại toàn bộ công việc ở hãng dĩa cho bà Ngô Thị Khá. Trong hình bì của Việt Thanh có ghi tên như sau: Đĩa Hát Việt Thanh, tổng phát hành Ngô Thị Khá. Nhãn hiệu đĩa ASEA Việt Thanh được thành lập và phát triển vào lúc ở Việt Nam chưa có đĩa nhựa, mà đó là thời kỳ của đĩa đá 78 vòng, đầu phát không chạy bằng điện, phát nhạc bằng cách quay dây thiều. Gọi loại đĩa này là đĩa đá vì nó giòn như đá, rất có thể bị bể. Dĩa chạy được 78 vòng mỗi phút, được làm từ nhựa cánh kiến. Loại này có hai kích thước là 10 inch và 12 inch, phát được âm thanh từ 3 đến 5 phút mỗi mặt đĩa. Đến cuối thập niên 1950, sức khỏe của bà Ngô Thị Khá không còn tốt. Bà nghỉ ngơi và để lại toàn bộ công việc quản lý cho chồng là ông Nguyễn Tức Oanh. Lúc này vì muốn chuyển hướng sang phát hành tân nhạc nên hãng đĩa lập thêm nhãn hiệu mang tên là Sóng Nhạc, bắt đầu sản xuất loại đĩa nhựa 45 vòng, sau đó là 33 vòng, thực hiện cả tân nhạc lẫn cổ nhạc. Trước đó ông Nguyễn Tức Oanh chỉ phụ trách về phần kỹ thuật, nhưng từ năm 1960 ông điều hành tất cả công việc ở hãng ASEA Sóng Nhạc cho đến đầu thập niên 1970. So với loạt đĩa 78 vòng thì dĩa nhựa này có nhiều ưu thế hơn, chất liệu bền hơn và thời lượng sử dụng cao hơn, do tốc độ quay chậm phát được nhiều bài hát hơn. Vì vậy người ta hay gọi loại dĩa mới này Long Ly Infini, dĩa nhựa phát được thời gian dài. Hãng Sóng Nhạc có văn phòng đặt tại số 37 đường Phạm Ngũ Lão, quận 1. Cơ sở kỹ thuật của hãng Sóng Nhạc gồm có phòng thu thanh, phòng ép dĩa và sang băng, đặt trụ sở ở đường Bến Hàm Tử, nay là Võ Văn Kiệt. Thời điểm đầu thập niên 1960, hãng Sóng Nhạc đã độc quyền phát hành dòng hát của bốn nữ danh ca hot nhất thời đó là Phương Dung, Thanh Thúy, Trúc Mai và Minh Hiếu. Đó cũng là bốn giọng ca nhạc vàng thế hệ đầu. Sau thời điểm đó thì các ca sĩ Hoàng Oanh, Thanh Tuyền, Giao Linh, Hương Lan, Phương Hồng Quế mới lần lượt xuất hiện. Ngoài ra, ông Nguyễn Tức Oanh và Sóng Nhạc còn hợp tác chặt chẽ với các nhạc sĩ Lê Dinh, Minh Kỳ, Anh Bằng để lăng xê nhiều ca sĩ mới của lớp nhạc Lê Minh Bằng, cũng như thu âm phát hành nhiều ca khúc nổi tiếng của nhóm nhạc sĩ này
ngay sau khi được sáng tác. Dù nhãn hiệu gì khác mang tên mới là Sóng Nhạc, nhưng tên công ty vẫn là ASEAN. Tổng phát hành ở địa chỉ số 37 Phạm Ngũ Lão, Sài Gòn, nên người ta vẫn thường gọi là dĩa ASEAN Sóng Nhạc. Đến đầu thập niên 1970 tại Sài Gòn, khi dĩa nhựa hết thời và chuyển sang thời kỳ băng cối, thường được gọi là băng Magnetic, phát trên đầu băng cối, thì ông giám đốc Nguyễn Tức Oanh đóng cửa Sóng Nhạc. Ông chuyển về sống ở ngã tư Bảy Hiền và làm nghề khác. Các bản thu cũ của Sóng Nhạc vào thập niên 1960 được các công ty khác mua lại bản quyền và phát hành trên băng cối và băng cassette sau này. Đó là lý do mà từ đầu thập niên 1960, dù ông Nguyễn Tức Oanh đã ngưng hoạt động hãng Sóng Nhạc, nhưng vẫn còn có nhiều băng đĩa mang tên Sóng Nhạc vẫn được phát hành. Sang năm 1975, trụ sở của ASEAN tại Bến Hàm Tử được quốc hữu hóa, nhưng bỏ hoang trong 2 năm. Từ năm 1977, Ủy ban Nhân dân thành phố có quyết định số 480, quyết định Ủy ban Nhân dân để khôi phục hãng đĩa hát ASEAN và thành lập công ty hợp danh. Năm 1988, cơ sở dĩ hát ASEAN Sóng Nhạc ở Hàm Tử trở thành xí nghiệp quốc danh và cũng là xí nghiệp băng nhạc đầu tiên của thành phố kể từ sau năm 1975, mang tên là Sài Gòn Audio, hãng phim Bông Sen. Đây từng là một trong những trung tâm băng đĩa lớn nhất cả nước. Khoảng cuối thập niên 2000, Sài Gòn Audio đã hợp nhất với công ty băng đĩa khác là Vafaco, đổi tên thành Sài Gòn Vafaco. Cho đến nay, vì tình hình băng đĩa ế ẩm, nên Sài Gòn Vafaco gần như đã dừng hoạt động. Sau này khi nhạc sĩ Anh Bằng sang hải ngoại và thành lập trung tâm Lê Minh Bằng, sau đó đổi thành Già Lan và cuối cùng dùng lại chữ ASA, trung tâm ASA hiện nay. Ông Nguyễn Tốt Anh sinh năm 1916 và qua đời năm 2002, hưởng thọ 86 tuổi.